Chào mừng quý vị đến với chương trình Góc Khuất cùng với Chelsea trên đài Radio Sài Gòn TV. Hôm nay Chelsea có một vị khách mời rất là đẹp, rất là dễ thương. Và Chelsea cảm ơn chị đã đến với chương trình. Chắc khi mà mở qua chị thì quý vị cũng thấy là chị có nét Tây, không phải là người Việt Nam. Thì chị có thể nói thêm về chút xíu về chị và sau đó em sẽ nói về góc khuất của chị như thế nào. Dạ, Helen, xin kính chào em Chelsea và cùng xin kính chào quý khán giả của đài Radio Sài Gòn TV. Và Helen chúc cho mỗi người một ngày rất là vui vẻ, hạnh phúc. Cảm ơn em đã mời Helen đến chương trình hôm nay. Cảm ơn chị rất nhiều. Thì quý vị nghe cái tiếng, cái giọng mà khi chị phát âm tiếng Việt rõ chứ không phải là không rõ. Em nghe em hiểu, nhưng mà nó dễ thương một cái là nó hơi, nó đớt. Đúng rồi, dạ, mất thì... cỡ tí xíu. Thì quý vị cũng thấy rồi, chị đây là cái góc khuất của chị Helen đây. Chị không phải là người Việt Nam 100%, không có một chút gì mà máu Việt Nam trong đó hết. Nhưng mà chị có thể nói về chút xíu về chị, cái background chị là người, thực sự là chị là người mấy Việt Nam, chị là cái máu gốc của chị là người nào chị? Dạ, yeah. Để Helen nói tiếng Anh chút xíu. Yeah. I'm gonna say a little bit in English because a lot of times people don't believe that I'm Vietnamese. I mean that I'm not Vietnamese. They think that somehow I'm Lai or mixed with something because they don't understand how I can speak Vietnamese so well. But I can tell you that hồi xưa Helen đi học trường high school thì Helen đi chơi chung với người Mẹ mà không có hợp với nhau. Oh. Đi chơi chung với người Mỹ cũng không có hợp với nhau. And then Helen gặp vài người bạn Việt Nam rất là tốt với Helen. Cho nên Helen rất là muốn học phong tục Việt Nam và muốn học nói tiếng Việt, vân vân á. Tại có nhiều khi mình đi chơi chung với người bạn Việt Nam, ai cũng nói tiếng Việt hết, Helen không hiểu gì hết. And then I don't want to be that person that says, can you guys speak English? Can you guys speak English? I don't understand. What did he say? What did he say? So I said, I have to bảo đảm phải học nói tiếng Việt, hiểu tiếng Việt, để mai mốt mình đi chơi Helen hiểu được. Mà quan trọng là nếu người ta nói xấu mình cũng hiểu. Đúng rồi. Nói đùa thôi, mà cảm ơn chị. Và từ cái mà khi mà từ hồi high school là chị có một cái là người Việt Nam, mình thực sự người Việt Nam mình rất là thẳng thắn, rất là dễ nói chuyện, rất là mình nói là mình hiếu khách. Thì chắc chơi Việt Nam, em cảm ơn chị đã khen Việt Nam mình là hãnh diện, là người Việt Nam. Mà khi mà mình cái phong tục của người Việt Nam vậy, chị có học hỏi gì nhiều hơn hay không? Lúc bắt đầu học tiếng Việt á thì Helen phải hỏi bạn một hai chữ, like tại sao, how do you count 1 2 3 4 5. Bắt đầu từ đó, and then sau đó thì Helen rất là muốn lấy chồng Việt Nam. Helen muốn kiếm người yêu Việt Nam, cho nên Helen lấy chồng Việt Nam. Oh. Sau đó thì Helen mua cái sách Việt ngữ. Oh. And đem về học. Uh-huh. Đây, ông xã thì chỉ cho Helen đánh nhận mấy cái chữ. Wow. And then from there I feel like it's not that difficult. Oh, wow, vậy là cũng là cái máu người Việt Nam trong chị, là cái linh hồn của chị là người Việt Nam rồi. Vì học thích cái culture của người Việt Nam, học cách sống, cách nói chuyện và cưới được người Việt Nam. Dạ. Là có con chưa chị? Như đẻ con là con rất là dễ thương, là Lai Việt Nam. Lai Việt Nam á, một đứa con. Dạ. Oh. Yeah. Vậy là bữa nào chị phải dẫn bé lên đây nữa chứ. được. Em nghĩ là nên, tại cái chương trình mình nói lại là chương trình Góc Khuất. Thì khi mà chị, hồi nãy em có hỏi chị là cái trong như chị suy nghĩ là chị không phải là rành nói, chị nói chị hiểu nhưng mà có nhiều cái từ Việt Nam chị không có hiểu lắm. Đúng rồi. Thì theo như chị nghĩ cái chữ Góc Khuất là như thế nào? Dạ. Yeah. Ai biết. Biết trên liền. Chị không biết được đùa chị nghe. Thì em hỏi, lúc mà em hỏi chị nên cái này nó hơi ác chút xíu, là khi mà hỏi cái người Việt Nam chưa chắc thì họ nghĩ cái chữ, như là với trẻ ngày nay họ chưa có hiểu lắm cái chữ góc khuất là như thế nào. Thì giờ em sẵn cái góc là cái corner, là phía cạnh phải không? Dạ. Yeah. Cái khuất là out of sight, là cái khuất mắt mình. Thì chương trình này là góc khuất, là những gì mà quý vị hay là ai đó không biết, chỉ có những người trong cùng trường hợp họ mới tìm thấy hay là cảm nhận được. Những người như chị bên đây thì em cũng biết là có nhiều quý vị là những anh người Mỹ, cưới vợ Việt Nam rồi sau đó học tiếng Việt Nam. Nhưng mà chị đã, trước khi chị có ông xã người Việt Nam, chị đã thích học tiếng Việt Nam. Mà em biết đặc biệt là chị là người ca sĩ, chị hát tiếng Việt nữa. Thì chị có thể nói thêm từ đâu cái cơ duyên
mà dẫn chị đến con đường ca hát và tiếng Việt Nam? Helen bắt đầu hát tiếng Việt là hồi xưa có chồng Việt Nam, thì có nhiều khi mình đi chơi ở nhà mẹ chồng, and then có nhiều khi nhiều bạn get together and hát giống như hát karaoke, nhưng mà mình hát với guitar và mỗi người có dịp hát một bài. Nhưng tới Helen không có bài nào để hát, cho nên Helen kêu ông xã, ok Helen muốn học một bài Việt Nam để mai mốt mình get together thì Helen có một bài hát để hát. And then so I learned one song, hát một bài song ca. And then bên ông xã thì có một cái đám cưới bên gia đình ông xã, and ở cái đám cưới đó thì có một ban nhạc, and then they ask like có ai đây muốn lên hát tặng cô dâu chú rể một bài hát không? And thì ông xã nói là let's go sing that song that you just learned with me. And I said, oh my gosh, I don't think I can do it. Hồi hộp quá, tại chưa bao giờ hát như ban nhạc. You know, just hát theo cung bằng thôi. And then, so we went up there, tried it with a live band, and I cũng thích hát. Wow, mà lạ một cái là là chị không phải người Việt Nam mà chị hát thì còn hay hơn những người Việt Nam. Em không biết hát. Thì khi mà hát như vậy là sao đó là chị mới tìm thấy cái đam mê của chị, passion từ đó hay sao? Yeah, rất là passion, rất là thích, and then cái khán giả rất là thích, ai cũng thích hết ở cái đám cưới, cho nên có khách tới hỏi, tuần sau mà cái bên gia đình bà xã là có một cái đám cưới, có thể hai vợ chồng đến đám cưới và hát bài đó được không? Mình sẽ trả tiền cho hai vợ chồng lên sân khấu hát bài đó đi. And then so we go to the second wedding, and then they yêu cầu hai bài. So then Helen phải học thêm bài Việt Nam để mai mốt mình đi đám cưới hát. Thì Helen có bài để hát. Vui quá ha, nhà ông xã rủ lên hát. Bữa là bây giờ thành cái part time job. Yeah, like a part time job. And then every time we went to a show, people would ask us to sing to another wedding or show, or hát cho cộng đồng Việt Nam or cái hội chợ vân vân. Đúng rồi, nói về cộng đồng thì những quý vị nào mà thêm đi trong những cái hoạt sinh hoạt cộng đồng Việt Nam mà có chương trình ca nhạc thì đa số đều có chị hết. Chị có chắc chắn chị Việt Nam thì chị like hay không, họ có thắc mắc hay không? Thắc mắc hoài. Thường trước khi hát trên sân khấu, Helen giới thiệu với quý vị, Helen không phải là người Việt Nam, nhưng Helen rất là yêu mến người Việt Nam, cho nên Helen tập nói và tập hát tiếng Việt. And then Helen sẽ hát vài bài hát tiếng Việt. Rồi sau đó thì người ta đến hỏi Helen, Helen, mẹ Helen có phải là Việt Nam không? Helen nói không phải. Helen là người Mexico 100%. Ok, nhưng ba của Helen là Việt Nam hả? No, Helen là người Mexico 100%. Ok, thì bà nói là Việt Nam. No. Nghĩa là nên cho nên là góc khuất của chị là chị không phải là chị không có máu gì Việt Nam trong đó, 100% chị là người Mexico. Yeah. Mà quý vị cứ thiểu lầm hoài à, tại vì nhìn thực sự chị nói rất là rõ. Yeah. Thì khi mà chị học như vậy đó là chị hát thì cái phát âm đánh dần như thế nào mà không có trường lớp gì hết, chỉ là ngồi tự bản thân chị thích học và có ông xã chỉ dạy, nhưng mà chỉ được mấy chữ thôi chứ đâu phải là hết đâu không? Dạ, Helen mua cái sách Việt Nam á, đi cái tập 1 á, đi dạy mấy trẻ em á học tiếng Việt ngữ. Việt á, dạ, Việt ngữ. Thì nhưng mà Helen học cái đó. Nhưng mà nó cũng khó chứ, khi mà mình hát thì khi mà chị hát làm sao mấy cái chữ nó theo vần âm này kia, như em mấy cái dấu à? Em còn tiếng Việt em còn tệ hơn chị nữa. Nhưng mà em nói được nhưng mà đọc thì hơi khó cho em. Thì khi mà chị đọc chị hiểu như vậy đó là phát âm thì phải viết, có viết được không? Dạ, viết chút á, viết được á. Lúc Helen học tiếng Việt á, bắt đầu học tiếng Việt á là Helen học bằng tiếng Nam. Rồi mấy năm sau Helen chia tay với ông xã, xong rồi thì Helen phải học lại tiếng Việt bằng tiếng Bắc. Đây học tiếng Bắc là dễ viết. Đúng rồi, cho nó phát âm đúng. Dạ.